Rồi xin chào tất cả anh em ha, chào anh em buổi tối ngày 25 tháng 12 anh em. Rồi tối nay thì em lên cho anh em là tầm khoảng 30 lô máy anh em, 30 lô máy cắt cỏ ha. Rồi hôm nay thì phía trên có những cái con máy siêu to khổng lồ anh em. Thì anh em nào chốt riêng chốt lẻ thì chọn những cây lẻ giùm em ha. Còn máy nào mà trong lô thì em sẽ không có xé lẻ anh em. Máy trong lô là bán hết hết nguyên lô ha. Rồi hôm nay thì có TH3400 anh em, máy cần tum lớn, bố cung lớn ha. Cực kỳ đẹp luôn. Rồi ớt tin 305 anh em, nòng 36 ly luôn ha. Cực kỳ đẹp. Rồi Tanaka 3400 nè, rồi Kawasaki TD33 anh em. Mitsu TL23 màu vàng Gilby. Rồi Kiwis 224 anh em, 24 ha, nòng 34 ly. Kiwis 2610 anh em, 2610 chế hệ hay kim luôn ha. G2K nè, có lô TG27 siêu đẹp luôn anh em, TG27 ha. Echo 260, Echo trắng. Rồi phía dưới là Mitsu anh em, Mitsu TL nè, rồi Echo, Tanaka, Rubin rồi anh em. Rồi anh em nào chốt máy thì gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946626585 ha. Em là Chí Công ở Cờ Đỏ Cần Thơ anh em. Rồi em vô cái lô máy đầu tiên là con số 1. Con số 1 là con này là con Genos cơm Mitsu anh em. Genos cơm Mitsu cánh bướm, nòng 34 ly, 26cc anh em. 26cc ha, nòng 34 ly. Rồi con này 1,5 triệu anh em, nòng 34 ly, nguyên bộ cần lắp dây đầy đủ hết ha. Đầu bò chén kẹp đầy đủ cho anh em luôn. Rồi con số 1 anh em 1,5 triệu. Con số 2 là con Kawasaki. Số 2 là Kawasaki anh em, TD33 ha. TD33 nòng 37 ly anh em. Rồi con này là bình xăng trên. Tum lớn vô cùng lớn, cần lắp xoay luôn anh em, cần lắp xoay luôn ha. Rồi con này thì là 1 triệu anh em, con số 2 1 triệu. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ luôn ha. Con số 2 1 triệu anh em. Kawasaki TD33 nòng 37 ly 1 triệu. Rồi tiếp theo là con số 3. Con số 3 là con Mitsu anh em. Mitsu này là Mitsu TB ha. TB26cc nòng 34 ly anh em. Con này là TB26 nòng 34 ly. Chế của nó là sợi chế ra ngang quanh gồ luôn anh em, ra ngang quanh gồ. Rồi con này tay lái tròn, con số 3 anh em. 1,3 triệu. Tiếp theo là con số 4. Con số 4 là con Tanaka. Tanaka này là Tanaka 3400 anh em. Tanaka 3400 ha, mặt giật của nó là mặt giật trợ lực luôn. Mặt giật trợ lực luôn anh em. Rồi con số 4 này là Tanaka 3400 nòng 36 ly anh em. Con số 4 này là 1,2 triệu ha. Tay lái dài luôn. Đầu bò chén kẹp dao thì bao đầy đủ anh em, bao đầy đủ luôn ha. Rồi con số 4 này là 1,2 triệu, Tanaka 3400 nòng 36 ly. Rồi số 5 là cái đầu máy Echo anh em. Đầu máy Echo 26cc nòng 34 ly anh em. Đầu này bán cho anh em 1 triệu ha. Mặt giật là mặt giật trợ lực luôn anh em, mặt giật trợ lực luôn. Rồi đầu máy Echo, rồi 1 triệu anh em, nòng 34 ly số 5. Số 6 là Mitsu anh em. Rồi số 6 là Mitsu anh em. Mitsu này là Mitsu TL23 ha, màu vàng. Mitsu TL23 màu vàng anh em. 2 cây 2,3 triệu. 1,150 triệu một cây ha. 1,150 triệu một cây Mitsu TL20 màu vàng. Rồi lô số 6 anh em. Lô số 6. TL23 màu vàng anh em, để tem mát là Gilby ha. Chế hệ quanh gồ hai kim luôn. Tay lái của nó là tay lái dài anh em. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ luôn ha. Rồi lô số 6 anh em. Số 6. Số 7 là con TH3400. Con này là Kawasaki anh em, TH3400 nòng 36 ly anh em. Rồi con này 2,6 triệu ha. Con này là 2,6 triệu anh em. Chế là chế ra ngang luôn. Tum lớn bố cùng lớn, tum lớn bố cùng lớn anh em, TH3400 nòng 36 ly, tay lái của nó là tay lái dài anh em. Tay lái dài ra bóp luôn. Đầu bò chén kẹp dao bao đầy đủ anh em, siêu to khổng lồ luôn anh em. Tem mát đầy đủ luôn ha. Rồi con số 7 2,6 triệu anh em, Kawasaki TH3400. Con số 7. Con này số 7 anh em, TH Kawasaki TH3400. Rồi tiếp theo là con số 8. Con số 8 là con Honda anh em, Honda này là Honda 35 ha. Con này là con Austin 35 anh em. Bô đồ còn trắng tinh luôn ha. Bô trắng tinh luôn anh em. Con số 8 này là 2 triệu anh em. TH Austin 35 nòng 36 ly. Rồi con này 2 triệu, tay lái thì em sẽ lắp cho anh em tay lái dài luôn ha. Tem mát thì đầy đủ luôn anh em, Honda. Đầu bò chén kẹp đầy đủ ha. Con này thì nó để tem mát là Honda anh em. Nhưng thực sự ra thì nó là con máy Austin ha. Austin 35. Austin nòng to anh em, nòng 36 ly. Rồi lô số 9. Lô số 9 là hai con TL anh em. TL này là TL20. Mitsu TL20.
hai cây 1,7 triệu anh em, Mitsubishi L20 màu vàng, hai cây 1,7 triệu, tay lái của nó là tay lái dài luôn ha, tay lái dài, đầu bò chắn kẹp bao đầy đủ anh em. Lô số 9, hai cây 1,7 triệu, 850.000 cây, Mitsubishi L20 màu vàng. Lô số 9. Rồi, lô số 10 là hai con Echo nè, Echo Kiwis 242 ha. Hai con này phải nói là cực kỳ mới luôn nè, cực kỳ đẹp luôn. Rồi, Echo Kiwis 242 nòng 34 ly nè, nòng 34 ly ha. Tay lái của nó là một tròn một dài nè, tay dài thì có ga bóp luôn ha, tay dài có ga bóp, còn một tròn một dài nè. Chế của nó là xe chế ga ngang vú ngang nè, ga ngang vú ngang ha. Kiwis 242 nòng 34 ly. Rồi, đầu bò chấn kẹp bao đầy đủ luôn cho anh em. Lô số 10 anh em, 2 cây 1,8 triệu, 900.000 cây, 900.000 cây ha. Echo 242 nòng 34 ly, cực kỳ đẹp anh em, 900.000 cây. Rồi, tiếp theo lô số 11. Lô số 11 là lô Echo Echo 261 anh em. Echo 261 ha, chế hệ quanh gồ hai kim luôn, quanh gồ hai kim luôn anh em. Tay lái của lô này là tay lái dài. Rồi, Echo Kiwis 261 chế hệ quanh gồ hai kim, tay lái dài. Đầu bò chấn kẹp thì lúc nào cũng bao cho anh em đầy đủ ha, bao đầy đủ luôn anh em. Rồi, ta lấy dài hết luôn. Lô số 11, 2 cây 3 triệu anh em, 1 triệu rưỡi một cây ha. Echo Kiwis 261, chế hệ quanh gồ 2 kim, 1 triệu rưỡi một cây. Rồi, lô số 12. Lô số 12 là 3 con anh em, 3 con này là 3 con Komatsu ha, Genos Komatsu G2K anh em. Lô này bao đẹp luôn anh em, bao đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Rồi, tay lái của lô này là tay lái dài hết anh em, tay lái dài hết luôn ha, 3 cái tay lái dài luôn. Đầu bò chắn kẹp dao bao đầy đủ cho anh em luôn. Lô số 12 G2K, 3 cây 3,150 triệu nha, 1,50 triệu một cây ha. 3,150 triệu, 1,50 triệu cây. Lô số 12 G2K, nòng 34 ly, Genos G2K. Lô số 13 là lô này là lô TZ anh em, TZ 27. Lô này là lô Kawasaki TZ 27 anh em, lô này quá đẹp luôn anh em. Kawasaki TZ27, tum của nó là tum gời hết ha, tum gời hết cho anh em luôn. Rồi, tay lái là tay lái dài nha anh em, tay lái dài luôn. Đầu bò chắn kẹp dao thì bao cho anh em đầy đủ ha. Lô số 13, 4 cây 6,4 triệu nha anh em, 4 cây 6,4 triệu, 1,6 triệu một cây, 1,6 triệu một cây nha anh em. Kawasaki, Kawasaki TZ27, tum là tum gời hết luôn ha. Rồi, lô số 13, 4 cây 6,4 triệu, 1,6 triệu một cây ha, 1,6 triệu một cây. Lô số 14 là lô Echo nha anh em. Echo này là Echo 260 ha. Đây, Echo 260 nè. Lô này quá đẹp luôn, liền lạc luôn anh em. Tay lái của lô này là tay lái dài hết luôn, tay lái dài hết. Rồi, đầu bò chắn kẹp dao thì bao đầy đủ anh em, bao đầy đủ luôn. Lô số 14, 6 cây 7,2 triệu, 1,2 triệu một cây. Echo Kiwis 260, nòng 34 ly anh em, nòng 34 ly ha. Lô này là bao đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Echo 260 anh em, tay lái là liền lạc, tay lái dài hết luôn ha. Tem mát đầy đủ, đầu bò chắn kẹp dao bao đầy đủ luôn anh em. Lô số 14, 6 cây 7,2 triệu, 1,2 triệu một cây. Echo 260. Rồi, lô số 15 anh em. Lô số 15 là lô này là lô Echo trắng nha. Lô số 15 Echo trắng. Echo trắng anh em. Lô này thì là nòng 32 ly ha, xài chế là chế ga ngang hết nha anh em, nòng 32 ly, xài chế ga ngang hết luôn. Echo này là Echo trắng anh em. Lô này thì quá đẹp luôn. Tay lái của lô này thì em thấy có một cái tay lái tròn ha, còn lại là tay lái dài hết luôn. Rồi, đầu bò chắn kẹp dao bao đầy đủ anh em, hơi lửa ngon lành cho anh em luôn ha, hơi lửa ngon lành. Rồi, Echo trắng anh em, Echo trắng ha, nòng 32 ly, chế hệ ga ngang. Lô số 15, 6 cây 3,9 triệu, 650.000 cây anh em, 650.000 cây Echo trắng. Lô số 15. Rồi, lô Echo trắng anh em, lô này thì 650.000 cây ha. Echo trắng, chế hệ quanh gồ ga ngang luôn. Nắp xăng, nắp bua e thiếu thì em sẽ lắp cho anh em đầy đủ ha. Nắp xăng, nắp bua e. Này, Echo 260 anh em, 1,2 triệu một cây ha, nòng 34 ly. Rồi, lô này là lô TZ27 anh em. TZ27 ha, 1,6 triệu một cây. G2K, G2K thì là 1,50 triệu anh em, 1,50 triệu một cây ha, G2K. Tiếp theo là Echo Kiwis nha anh em, Kiwis 261 ha, nòng 34 ly, 1,5 triệu. Echo 242 nòng 34 ly, 900.000 cây. 900.000 cây anh em. Rồi, tiếp theo là lô số 16.
Lô số 16 thì là lô này là lô Magu nha em. Lô số 16 là lô Magu. Magu này là Magu 26cc nha em, nòng 34 ly ha. Lô này 1 triệu 1 cây, 3 cây 3 triệu nha em. Tay lái thì là hai dài một tròn ha, hai dài một tròn. Magu 26 nha em, nòng 34 ly, 3 cây 3 triệu. Rồi một đầu bò chấn kẹp thì đầy đủ luôn ha. 3 cây 3 triệu nha em, lô số 16. Lô số 17 là Gobin. Gobin này là Gobin cổ ngỗng nha em, Gobin cổ ngỗng ha, nòng 34 ly, 26cc. Rồi 6 cây 5 triệu 1, 850 ngàn cây anh em. 850 ngàn cây. Gobin cổ ngỗng. Rồi tay lái của lô này có hai cái tay lái tròn anh em, còn lại là tay lái dài luôn. Tem mát đầy đủ, đầu bò chấn kẹp đầy đủ luôn. Lô số 17, 6 cây 5 triệu 1, 850 ngàn cây. 850 ngàn cây anh em. 6 cây 5 triệu 1. Gobin 26cc đồng 34 ly. 850 ngàn cây. Rồi lô số 18. Lô số 18 là lô Mitsu anh em. Mitsu này là Mitsu TL23 ha. Mitsu TL23, tum là tum gời hết luôn anh em. Tay lái là hai dài một tròn. 3 cây 3 triệu 4 50, 1 triệu 1 50 cây ha. Rồi tay lái là tay lái dài luôn anh em, tay lái dài luôn. Lô số 18, 3 cây 3 triệu 4 50, 1 triệu 1 50 một cây. Lô số 18 anh em, TL23. Rồi tiếp theo là lô số 18B anh em, trùng lô rồi. Trùng lô rồi nghe anh em. Lô số 18B ha. Ta Magu ở Sinewa anh em, Sinewa. Sinewa S26 nòng 34 ly anh em. Tay lái là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chấn kẹp thì đầy đủ anh em. Lô số 18 này là 3 cây 3 triệu 9, 1 triệu 3 1 cây. Rồi bao hơi lửa đủ đồ cho anh em luôn ha. Sinewa S26 nòng 34 ly, 1 triệu 3 1 cây anh em, tay lái dài luôn. Lô số 18, 3 cây 3 triệu 9. Đây lô này là lô Sinewa S26 anh em, nòng 34 ly ha. Nòng 34 ly. Rồi lô này 3 triệu 9 anh em, 1 triệu 3 1 cây. Còn đây là Mitsu TL20, ủa 23 chứ. TL23 anh em, 1 triệu 1 50 một cây. Còn đây là Gobin cổ ngỗng 262. 26 264 luôn luôn anh em. Rồi nòng 34 ly 850 ngàn. Magu 26 1 triệu 1 cây, 3 cây 3 triệu. Rồi lô số 19 anh em. Lô số 19 là lô Echo. Lô số 19 là lô Tanaka. Tanaka này là Tanaka vượt sau anh em, Tanaka vượt sau ha. Lô này 4 cây. Tay lái của lô này là tay lái dài hết luôn. Đầu bò chấn kẹp bao đầy đủ anh em. Lô số 19, 4 cây 2 triệu ha, 500 ngàn cây. Tanaka vượt sau anh em, 4 cây 2 triệu. 4 cây 2 triệu, 500 ngàn cây. Tanaka vượt sau. Rồi lô số 20 là lô Echo 240. Echo 240 anh em. Echo 240 thì lô này thì là nòng 34 ly hết ha, nòng 34 ly hết luôn. Echo 240. Tay lái của lô này thì ba cái tay lái tròn, em tặng cho anh em ba cái tay lái dài mới luôn ha. Lô số 20 anh em, 5 cây 3 triệu 7 50 ha, 750 ngàn cây. Echo 240 nòng 34 ly. Rồi lô này thì tay lái tròn em tặng tay lái dài luôn, đầu bò chấn kẹp dao bao đầy đủ anh em. Lô số 20, 5 cây, 3 triệu 7, 50, 750 ngàn cây. Lô số 21 là Echo 240 nữa nha anh em. Echo 240, chế hệ quanh gồ 2 kim nha anh em. Mặt giật là mặt giật trợ lực luôn ha. Rồi mặt giật trợ lực nha anh em. Chế hệ quanh gồ 2 kim, Echo 240 lô này 3 cây. Lô này 3 cây nha anh em. Lô số 21, 3 cây, 850 ngàn cây. 3 cây là 2 triệu rưỡi 50 ha. Tay lái là tay lái dài luôn. Đầu bò chấn kẹp dao bao đầy đủ anh em, bao đầy đủ luôn ha. Lô số 21, 3 cây 2 triệu rưỡi 50, 850 ngàn cây, mặt giật trợ lực. Lô số 22 là lô Echo anh em, Echo 200 ha. Echo này Echo 200 anh em, lô này tổng cộng là 5 cây. Rồi tay lái thì tặng tay lái dài mới anh em, tặng tay lái dài mới, lô này không có tay lái luôn. Tặng tay lái dài mới anh em. Echo 200, lô này 600 ngàn cây, 4 cây là 2 triệu 4 ha, 4 cây 2 triệu 4. Echo 200 anh em, 600 ngàn cây. Rồi lô số 23 là lô Kawasaki anh em, TG2425. Lô này thì 700 ngàn cây anh em, 6 cây 4 triệu 2 ha, Kawasaki TG2425 anh em. Rồi lô số 23. Rồi đây Tanaka giật sau anh em, 500 ngàn cây ha.
Echo 240 mặt giật trợ lực anh em, lô này lô số 20, 750 ngàn cây. Mặt giật trợ lực hết luôn. Rồi lô này là lô Echo 240 mặt giật trợ lực chế hệ quanh cầu hai kim, 850 ngàn cây anh em. 850 ngàn cây ha. Còn đây là Echo 200, Echo 200 thì 600 ngàn cây. Lô này ba cái giật trợ lực anh em, hai cái giật thường. Rồi đây là Kawasaki anh em, TG2425. Rồi 700 ngàn cây. Tiếp theo là lô số 24. Lô số 24 là lô Gobin nha anh em. Gobin này là Gobin 23cc ha, nòng 32 ly. Tay lái của lô này là tay lái dài luôn. Đầu bò chấn kẹp dao bao đầy đủ anh em, bao đầy đủ ha. Rồi, Gobin Makita cổ ngỗng. Lô số 24, 3 cây 2.250, 750 ngàn cây. Lô số 25 là lô Mitsu TL anh em. TL này là TL26 ha. Mitsu TL26 lô này 2 cây. 2 cây anh em, 2 cây 3.2, 1 triệu 6 cây. Mitsu TL26 2 cây 3.2. Tay lái lô này thì em sẽ lắp cho anh em tay lái dài hết nè, tay lái dài zin nha anh em. Đầu bò chấn kẹp đầy đủ luôn ha. Lô số 25 nha anh em. 2 cây 3.2, 1 triệu 6 cây. 1 triệu 6 cây. Rồi lô số 26 là lô Magu. Magu này là Magu 20cc anh em. Lô Magu 20cc ha, lô này lô số 26. 6 cây 4 triệu 2. Magu 20cc. Rồi tay lái của lô này thì có một cái tay lái tròn anh em, còn lại là tay lái dài. Đầu bò chấn kẹp dao bao đầy đủ luôn ha, bao đầy đủ luôn. Lô số 26, 6 cây 4 triệu 2, 700 ngàn cây anh em, 700 ngàn cây. Magu 20. Magu 20 anh em. Lô số 26. Lô số 27 là Gobin Cốc anh em, Makita Cốc ha. Lô này này quá đẹp anh em, quá đẹp luôn. Gobin Makita Cốc anh em, lô này tổng cộng 6 cây ha. 6 cây là 3 triệu 9 anh em, 650 ngàn cây. Lô số 27 Gobin Makita Cốc. Tay lái của lô này thì có một cái tay lái tròn anh em, một tay lái tròn. Đầu bò chấn kẹp dao bao đầy đủ luôn. Lô số 27, 6 cây 3 triệu 9, 650 ngàn cây anh em, Makita Cốc, Gobin Cốc. Lô này quá đẹp anh em, cực kỳ đẹp luôn. Rồi Gobin Makita Cốc anh em, 650 ngàn cây. Magu 20, 700 ngàn một cây. Mitsu TL26 anh em, TL26 ha. Lô này 1 triệu 6 một cây. Còn đây là Makita cổ ngỗng anh em, 23 ha. Rồi lô này 750 ngàn cây. Rồi lô này là lô 28 anh em. 28 này là Shinewa ha. Shinewa này là S20 23 anh em. Lô này 600 ngàn một cây. Tay lái dài, tay lái là bù tay lái dài hết nha. Đầu bò chấn kẹp dao bao đầy đủ luôn. Lô số 28, 6 cây 6 triệu 6. Ủa 6 cây 3 triệu 6. 600 ngàn một cây anh em, Shinewa S20 23. Rồi lô số 29 là Shinewa 234 23 234 251 anh em. Ba con là 234 ha, một con là 251. Tay lái là ba tay lái dài, một cái tay lái tròn. Lô số 29 anh em, 4 cây là 3 triệu 6, 900 ngàn một cây, 900 ngàn cây. Rồi lô số 30. Lô số 30 là lô Gobin anh em. Gobin này là Gobin nòng 33 ly ha, Gobin bu đứng màu vàng chế hệ quanh gồ ra ngang. Rồi lô số 30 anh em, 6 cây 3 triệu 9. 650 ngàn cây ha. Tay lái thì tặng cho anh em tay lái dài hết luôn nha anh em. Gobin màu vàng. Lô số 30, 6 cây 3 triệu 9, 650 ngàn cây. Rồi anh em nào chốt máy gọi trực tiếp vào số điện thoại của em là 0946 626 585 anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.